皆さん、こんにちは。コスモスのZoomです。Xin chào tất cả các bạn, mình là Zoom Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu phần danh từ bài số 7 từ số 621 đến 630 nhé các bạn. Và hôm nay chúng mình sẽ tìm hiểu từ suy sơ cử, từ suy đoán, suy luận. Suy đoán, suy luận rồi chúng ta sẽ đưa ý kiến và khẳng định cô tê. Khi khẳng định ý kiến gì nhưng cũng cần phải tham khảo thông tin nữa là sang cô tham khảo. Thê độ, tham khảo ở một mức độ nào đó là mức độ là thê độ, mức độ nhất định. Hiêu bẩn, ở đây là bình phán, nghĩa là bình phẩm, phê phán đó. Hi hiêu ở đây thì sẽ mang nghĩa là bình luận, mang nghĩa là như kiểu bình luận ra chẳng hạn, review lại vấn đề. Sui sen, đó là tiến cử, như kiểu tiến cử học bổng chẳng hạn, sẽ là sui sen. Shinyo, tín dụng, tin tưởng. Shinrai, tin cậy, nhờ cậy ai đó. Và soncho, tôn trọng. Và đó là các từ mới có trong bài ngày hôm nay. Bây giờ chúng mình cùng nhau tìm hiểu chi tiết các từ mới nhé. 621, suy sơ cử. Thôi chắc, suy đoán, phỏng đoán. 相手の気持ちを推測する。Phán đoán cảm xúc của đối phương。新聞記者は推測で記事を書いてはいけない。Phóng viên không được viết bài dựa theo suy đoán。あなたの言っていることは単なる推測に過ぎない。Điều anh nói chẳng qua chỉ là sự suy đoán mà thôi。Cụm từ hay dùng。推測がつく、つかない。Có suy đoán, không có suy đoán。Từ cùng loại。推量。Ước lượng, phỏng đoán。推定。Suy đoán, giả định, ước tính. 622, 肯定. Khẳng định. 相手の意見を肯定する. Tôi công nhận ý kiến của đối tác, đối phương. 私は何事も肯定的に考えるようにしている. Tôi luôn cố gắng suy nghĩ theo hướng tích cực trong mọi việc. Từ ghép. 肯定的な. Xu hướng tích cực, khẳng định, từ đối nghĩa. 否定. Phủ định, phủ nhận. 623, 参考。Tham khảo。いろいろな資料を参考にしてレポートを書いた。Tôi đã tham khảo nhiều tài liệu khác nhau để viết báo cáo。留学を決めるとき、先輩のアドバイスが参考になった。Khi quyết định du học, tôi đã tham khảo lời khuyên từ đàn anh。Cụm từ hay dùng。参考になる。Được tham khảo。参考にする。Tự mình quyết định hoặc tự mình tham khảo。Từ ghép。参考資料。Tài liệu tham khảo。参考文献。Văn kiện hoặc tài liệu tham khảo. 参考人。Nhân chứng người để tham khảo. 624, 程度。Trình độ, chừng, mức, trình độ. Ý nghĩa 1. 彼女の学校は教育の程度が高い。Trường cô ấy học có trình độ giáo dục chất lượng cao. 彼らは程度の低い話ばかりしている。Bọn họ toàn nói những cái chuyện linh tinh. 会話はある程度できるが、漢字は難しい。Tôi có thể giao tiếp ở mức độ nào đó, nhưng chữ Hán thì thật là khó. この程度の点数では満足できない。Với điểm số ở mức độ này thì không thể hài lòng được. Cụm từ hay dùng. 程度が高い、低い。Trình độ cao, thấp. Từ ghép. ある程度. Ở mức độ nào đó. Từ cùng loại. レベル. Cấp độ. Ý nghĩa số 2. 落第しない程度に授業に出席する. Tham dự các buổi học ở mức độ không bị đánh trượt. Ý nghĩa số 3. 会議に30分程度遅れるので、先に始めておいてください。Vì tôi sẽ đến cuộc họp trễ khoảng 30 phút nên hãy bắt đầu trước đi nhé. 出席者は10人程度だ。Số lượng người tham dự khoảng chừng 10 người. Từ cùng loại. ぐらい、くらい。Khoảng chừng, khoảng. 625, 評判. Bình phán, đánh giá. Ý nghĩa 1. 大統領就任演説は評判が良かった。Bài diễn thuyết nhậm chức của Tổng thống được đánh giá tốt. 新商品は使いにくいと評判が悪く、売れなかった。Sản phẩm mới không được đánh giá cao do khó sử dụng cho nên đã bán không chạy. このレストランはミシュランの三つ星がついたと評判になった。Nhà hàng này được đánh giá theo ở mức độ 3 sao. Ý nghĩa 1, cụm từ hay dùng. 評判がいい、悪い。Đánh giá tốt, xấu. 評判が高い。Đánh giá cao. 評判になる。Được đánh giá. 評判が立つ。Được đánh giá. 評判を落とす。Hạ thấp mức tín nhiệm hoặc đánh giá. Từ ghép. 前評判. Đánh giá trước. Từ cùng loại. 評価. Đánh giá xếp hạng. Ý nghĩa số 2. 彼女は評判の美人だ.
cô ấy được xem là một mỹ nhân. 626, 批評. Phê bình, phê bình. 新聞に新刊書の批評が載った。Bài phê bình về quyển sách mới xuất bản được đăng báo. 先生は私の作文について何も批評しなかった。Thầy giáo đã không phê bất kỳ điều gì về bài luận của tôi. Từ ghét. 批評家. Nhà phê bình. Từ liên quan. 批判. Phê phán, phê bình. Review. Xét duyệt, đánh giá. 推薦. Thôi tiến, tiến cử. 重役たちは田中氏を次期社長に推薦した。Các nhà quản lý đã tiến cử anh Tanaka vào vị trí giám đốc trong nhiệm kỳ tới. この本は高校生に読ませたい本として多くの教師が推薦している。Nhiều giáo viên khuyến khích các em học sinh cấp 3 đọc quyển sách này. Từ ghép. 推薦者、推薦人。Người tiến cử, giới thiệu. 推薦状。Thư tiến cử, giới thiệu. 推薦入学。Nhập học bằng tiến cử, giới thiệu. 自己推薦。Tự ứng cử, tiến cử. 推薦図書。Sách được giới thiệu, sách nên học. Từ liên quan. 推す。Suy ra, luận ra, kết luận. 進める。Gợi ý, giới thiệu, khuyến khích. 628, 信用. Tín dụng, tin tưởng, tín nhiệm. 人の言葉を信用してお金を貸す. Tin tưởng vào ai đó, lời nói của ai đó và cho vay tiền. 信用していた人に騙された. Tôi bị chính người mình tin tưởng lừa gạt. 彼は信用がないので大事な仕事を任せてもらえない. Anh ta là người không đáng tin nên không thể giao phó công việc quan trọng cho anh ta được. Cụm từ hay dùng. 信用がある.ない。Có tín nhiệm, bất tín nhiệm. 信用を得る、信用を失う。Nhận được sự tín nhiệm là mất sự tín nhiệm. 信用が落ちる、信用を落とす。Độ tín nhiệm giảm đi hoặc làm giảm tín nhiệm. 信用を回復する。Phục hồi lấy lại lòng tin, tín nhiệm. 信用に関わる。Liên quan đến uy tín, tín nhiệm. 信用が置ける。Đặt lòng tin, tin tưởng. Từ liên quan. 信頼。Tin cậy.信じる。Tin tưởng. 629. 信頼。Tin lại, tin cậy. 彼は信頼できる指導者だ。Anh ấy là người lãnh đạo đáng tin cậy. あの人はいつも信頼を裏切らない仕事をする。Người đó lúc nào cũng làm những việc không phản bội lại lòng tin. 上司の信頼に応えていい仕事をしたい。Tôi muốn làm công việc thật tốt đáp ứng với sự tin cậy của cấp trên. Cụm từ hay dùng.信頼に応える、信頼を裏切る。Đáp lại sự tin cậy, tín nhiệm, làm trái, đi ngược với sự tin cậy, tín nhiệm. 信頼を置く。Đặt tín nhiệm, trông cậy vào, từ ghét. 信頼関係。Mối quan hệ tin cậy, đáng tin tưởng, từ liên quan. 信用。Tin tưởng. 尊重。Tôn trọng, tôn trọng. 人の意見を尊重する。Tôn trọng ý kiến của ai đó. 個性、プライバシー。人権を尊重する。Tôn trọng cá tính, vấn đề riêng tư và nhân quyền. Tôn trọng là dùng cho thứ có giá trị. Đối với đối tượng là người thì chúng ta sẽ dùng với từ là tôn kệ. Và bây giờ chúng ta cùng nhau điểm lại các từ mới có trong bài nào. Suy sốc cử, khô tê, sang cô, tê độ, hiệu băng, hì hiệu, suy sen, xin yêu, xin lại, tôn trọng.Và đó là các danh từ có trong bài ngày hôm nay. Hy vọng rằng các bạn đã có thể ghi nhớ tốt hơn các từ mới này. Và đừng quên hãy lấy ví dụ đặt câu với các từ này nhé. Chúc các bạn luôn có những giây phút học thú vị cùng với Học Tiếng Nhật Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại. Kosecho, arigatou gozaimashita.